Xin chào mọi người, tôi là Gameversy đây. Như các bạn đã biết, đã một vài ngày kể từ khi phần 2 của tập 57 được phát hành. Thường thì chúng ta nhận được các tập mới sau mỗi 3 ngày, nhưng đã qua 3 ngày kể từ khi tập 57 phần 2 của Skibidi Toilet được tải lên. Và gần đây, người làm phim đã đăng các tập mới mỗi 4 hoặc 5 ngày, có lẽ vì anh ta đã làm việc để hoàn thành tập 57. Nhưng vậy thì sao? Tôi sẽ nói về thời điểm mà tập mới có thể được phát hành, những gì có thể xảy ra trong tập 58 và điều gì sẽ xảy ra với Titan CP Command sau khi anh ấy rời cảnh một cách tức giận trong tập 57 phần 2. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin, các giả thuyết và phân tích về vũ trụ Skibidi Toilet này, thì đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem video hàng ngày nhé. Còn bây giờ bắt đầu thôi! Trước khi chúng ta nói về thời điểm tập mới sẽ ra mắt, trước tiên nói về lý do và nơi Titan CP Command đã rời đi. Như chúng ta đều biết, Titan CP Command đã bị nhiễm ký sinh trong một thời gian dài. Chúng ta gần đến tập 58 và anh ấy đã bị nhiễm ký sinh từ tập 32. Lớn phần là do lỗi của anh ấy vì anh ấy không đủ cẩn trọng và không có khả năng phản xạ đủ tốt để cảm nhận được các loài ký sinh trùng. Bởi vì chúng ta đã thấy trong tập 57 phần 2 rằng khi ký sinh trùng đã bám vào Titan Cameraman, anh ấy có thể cảm nhận được và với tay đạt tới nó trước khi ký sinh trùng có thể làm gì. Điều này có thể đã đi kèm với những nâng cấp mới của anh ấy, nhưng thậm chí anh ấy không cảm thấy phiền hà hay bị làm phiền bởi nó một giây và không bị ảnh hưởng bởi nó dù thế nào. Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta đã thoát khỏi các loài ký sinh và họ sẽ không thực sự gây ra vấn đề trừ khi chúng được nâng cấp. Điều kỳ lạ nhất trong tập cuối cùng là Titan CP Command vẫn trông tức giận ngay cả sau khi được chữa lành và nhìn xung quanh. Liệu điều này có nghĩa là anh ấy vẫn giữ nguyên cảm xúc từ khi bị nhiễm ký sinh hay sao? Hoặc anh ấy tức giận vì đã phá hủy mọi thứ? Hoặc có phải anh ấy thậm chí không nhớ gì đã xảy ra? Chúng ta có thể sẽ từ từ khám phá những bí mật này, nhưng nếu anh ấy thực sự nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chắc chắn anh ấy biết rằng mình đã giết chết hàng trăm, có thể hàng ngàn CP Command hoàn toàn vô tội. Điều này có thể ảnh hưởng rất xấu đến anh ấy vì đó là dân tộc của anh ấy và anh ấy đã giết chết nhiều người trong số họ bằng đôi tay của mình. Chúng ta thậm chí không biết liệu CP Command có chấp nhận anh ấy trở lại hay không, vì họ tất cả có thể đang trải qua hậu của tâm lý sau những gì đã xảy ra. Dự đoán của tôi là anh ấy sẽ trở lại căn cứ, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không được chào đón và họ có thể thậm chí tấn công anh ấy mà không biết rằng anh ấy đã được chữa lành, trừ khi đã có thông tin rằng anh ấy đã được chữa lành. Điều này có thể gây ra một số vấn đề ngắn hạn nhưng chắc chắn sẽ được khắc phục và tôi hy vọng chúng ta sẽ được thấy sự hợp tác của tất cả các Titan chống lại những chiếc Skibidi Toilet sau này. Một điều tôi không biết là liệu Cinnamon Man có thể tha thứ cho anh ấy sau những gì đã xảy ra, vì anh ấy bị tổn thương rất nhiều sau khi Titan CP Command đâm vào anh ấy trong tập 47 và vẫn chưa hồi phục. Với cách TV Man thể hiện, tôi ngạc nhiên vì anh ấy vẫn chưa quay trở lại, bởi họ thường rất nhanh và chính xác khi liên quan đến việc này. Trước khi tôi nói về những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra trong tập tiếp theo, hãy nói về thời điểm nó sẽ được phát hành. Tôi không có bất kỳ xác nhận nào, nhưng dựa vào những gì tôi thấy, có thể sẽ mất 4 hoặc 5 ngày sau tập 57 phần 2. Lần này lại đã qua hơn 3 ngày và chúng ta không có bất kỳ dấu hiệu dò gì nào. Thường thì chúng ta bắt đầu nhận được thông tin về thời gian hoặc dò gì vào thời điểm này, nhưng hiện tại là sự im lặng tuyệt đối, làm tôi tin rằng hoặc người dựng phim đang làm việc nhanh để hoàn thành tập mới và sẽ phát hành vào ngày mai, hoặc chúng ta có thể phải chờ thêm một ngày nữa và chúng ta sẽ được xem trước một ít vào ngày mai. Thường thì chúng ta bắt đầu có những thông tin dò gì từ 5 đến 6 giờ trước khi tập phát hành, đôi khi sẽ sớm hơn, nhưng nếu chúng ta không nhận được thông tin dò gì trong vài giờ tới, tôi sẽ giả định rằng tập mới sẽ được phát hành vào ngày 23. Tập cuối cùng giống như một cực điểm cho loạt phim cho đến nay và người dựng phim này có thể đã có một ngày nghỉ. Tôi thật sự không biết, nhưng hy vọng một tập phim tuyệt vời sắp đến. Bây giờ hãy nói về những khả năng trong tập 58. Như bạn đã biết, chúng ta thấy thực sự mọi người tụ họp. Trong tập 57 phần 2, có nữ TV, nữ camera, Cameraman Sim, Titan Cameraman, Titan CP Command và nhiều người khác. Dự đoán của tôi là sau khi TV Man biết rằng xe tăng đã bị phá hủy và tức giận trong tập 56, họ bắt đầu dịch chuyển tất cả mọi người gần chiến trường để tham gia vào cuộc chiến vì một số người trong số đó đã đề cập rằng họ đang theo dõi tình hình trong tập 57 phần 1. Tôi không chắc liệu đây là TV Man hay điểm thông gió cho tòa nhà, nhưng có vẻ như cả hai vì tất cả mọi người tụ họp trong tập này. Trừ khi họ tiến về căn cứ Skibidi Toilet cùng nhau, chúng ta rất có thể sẽ không thấy họ hợp tác trong một thời gian dài, nhưng hoàn toàn có khả năng rằng trong tập tiếp theo, họ sẽ bắt đầu tiến vào căn cứ Skibidi Toilet và cố gắng gây ra một đòn tấn công mạnh, trừ khi họ quyết định tách ra và nghỉ ngơi một chút sau trận chiến. Chúng ta đều biết rằng G-Man Skibidi Toilet đã rất tức giận ở cuối tập và anh ấy chắc chắn sẽ trở lại với một cái gì đó lớn hơn nhiều, và tôi nghĩ anh ấy có thể sẽ xuất hiện lâu hơn một chút vì sự tức giận này của anh ta trong tập này. Tôi không biết Skibidi Toilet nhà khoa học đã lên kế hoạch gì gần đây, nhưng anh ấy có thể sẽ mang ra một cái gì đó tồi tệ hơn và khủng khiếp hơn cả ký sinh trùng. Và chúng ta đều biết rằng ký sinh trùng đã là một vấn đề lớn và thách thức đối với liên minh. Nếu chúng ta không thấy họ tiến về căn cứ của họ, thì thực sự chúng ta có thể sẽ có một tập vui nhộn và thư giãn như tập 54, chỉ để vui vẻ thay vì xây dựng câu chuyện với những dấu hiệu nhỏ và gợi ý về huyền thoại. Bạn nghĩ gì sẽ xảy ra trong những tập tiếp theo? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé! Và nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin trước và thông tin dò gì về các tập sắp tới, đừng quên đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận thông báo về video sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.